Mẹ, mẹ có thể đọc cho con nghe một câu chuyện không? Con có chắc không, Điêu Quy? Trông con có vẻ rất buồn ngủ. Không, không phải, con chỉ đang chờ đôi mắt nghỉ ngơi thôi. Được rồi, được rồi. Chuyện này thì sao, Điêu Quy? Cô bé quàng khăn đỏ. Dạ, làm ơn. Có cô bé khăn quàng gọi đến cho bà, gọi đến cho bà, gọi điện cho bà. Bà cô nói, bà cảm thấy không khỏe, hôm nay con đến bà đi. Quàng khăn đó liền đến đây ngay, vội vàng đi, liền đi ngay. Đi xuống khu rừng cô ấy đi, cô gặp con sói ở đó. Cô bé ơi nào có khỏe không? Cô bé khỏe không? Khỏe không cô bé? Xin lỗi bạn sói, tôi không thể dừng, tôi phải đến thăm bà. Và hắn đến nhanh nơi bà rồi. Và con sói dâu bà ở phía dưới đây, ở phía dưới đây, ở dưới giường này đây. Đừng nói lời nào. Lời sói xấu xa, đồ ngủ sói ta mặc vào kìa. Bé khăn quàng đến đây rồi, có cánh cửa ngay. Nhà bà cô, nhà này đây. Con vào được không hả bà? Vào đi cháu yêu, và đừng quên cái giọt kia nha. Ôi, sao tay của bà to vậy? Ồ kìa tay, kìa đôi tay. Bà ơi, sao tay của bà to vậy? Để nghe con được rõ hơn. Anh nói. Ôi, sao mắt của bà to vậy? Thật là to, thật to ghê. Bà ơi, sao mắt của bà to vậy? Để nhìn con được rõ hơn. Anh nói. Ôi, sao răng của bà to vậy? Răng của bà thật to mà. Bà ơi, sao răng của bà to vậy? Để ăn cháo được ngon hơn. Anh nói. Sói nhảy lên liền bé bước lui, nhảy phía sau, lùi về sau. Sói nhảy lên liền bé bước lui và trốn phía sau cái bàn này. Và ngay sau đó bà bé bước ra, bà giận lắm, bà giận ghê. Đuổi theo con sói cùng với chói to, đuổi cho con sói chạy quanh. Đi đi sói nào, hãy đi đi nào, đi 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 đi. Đi đi sói nào, hãy đi đi và đừng bao giờ trở lại. Bà cảm thấy tốt hơn, bà nói ra, bà liền nói, bà liền nói. Bà cảm thấy tốt hơn. Con cũng vậy. Và chúng ta đi ra ngoài nào. Và sói chẳng bao giờ thấy nữa đâu, tìm chẳng thấy, tìm không thấy. Và câu chuyện kể giờ kết thúc thôi. Điêu Quy bé ngủ thật ngon nha. Mà, ngủ ngon Điêu Quy.